Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 tháng 3 năm 2022 Nhâm Dần, tiền rơi trúng đầu, giàu nhanh chóng mặt nếu biết điều này. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 3 âm lịch bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, mua xe, tiền tiêu vô kể. Bất kể những con giáp khác ra sao, nhưng với con giáp này thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Nhâm Tý tháng 3 âm lịch càng bị người đời khinh miệt, chà đạp thì lại càng có nhiều những thành tựu lớn lao trong cuộc sống, hậu vận vô cùng giàu có kể từ sau rằm tháng 3 âm lịch. Điều thành công này của họ khiến cho rất nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng thì chắc chắn họ sẽ được hưởng sung sướng cả đời. Và đương nhiên ngược lại, không phải ai sinh ra đã chịu cảnh lầm than cả kiếp thì họ sẽ phải chịu cảnh lầm than. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố đồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Và trong số họ thì có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ hoàn toàn thay đổi. Người xưa nói cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy, trong số 12 con giáp sẽ có con giáp chúng ta được trọn vẹn điều đó, bất kể là cuộc sống của những người khác có ra sao. Tuy nhiên, đối với con giáp này thì họ chỉ cần cố gắng và nỗ lực hơn một chút nữa thôi. Nếu không giàu nứt tường đổ vách thì cũng sống trong giàu sang phú quý và không thiếu thốn bất kỳ một điều gì, viên mãn đủ đầy trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 3 âm lịch qua đoạn video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có mệnh tang đố mộc, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn khó khăn, đến thời trung vận thì vận mệnh khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em. Mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã sung sướng. Họ là người thông minh, người này đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách của họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự và luôn luôn chú ý giữ gìn hình ảnh của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc. Họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt được hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an nhàn. Tháng này công việc làm ăn của gia chủ tuy có mở rộng nhưng khó thuận ngay từ ban đầu. Trong công việc, vấn đề bạn gặp phải dù đã nỗ lực nhiều nhưng không được ghi nhận chỉ vì ai đó có thành kiến, đối xử không công bằng. Nên nhớ một điều nhịn, chín điều lành, đừng phản ứng thái quá mà thiệt thân. Phương diện sức khỏe cũng gặp nhiều vấn đề do bản mệnh thường xuyên bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi, luyện tập đúng giờ. Sức đề kháng suy giảm, nhiều người dễ nhiễm phải bệnh dịch hay các căn bệnh theo mùa. Thời điểm này bạn cần phải chú ý xây dựng thời gian biểu khoa học, chú ý nghỉ ngơi làm việc hợp lý, luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực khi đối diện với biến cố của cuộc sống. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tý nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc nhiều trở ngại khó khăn, gia chủ phải xử lý nhiều vấn đề rắc rối nhưng chưa chắc hiệu quả đã được như mong muốn. Sức cạnh tranh trong năm cũng tăng lên, đối thủ có thể giở trò gây cản trở để loại trừ bạn. Mối quan hệ trong tập thể không tốt, dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp. Thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, nhiều lời xì xào, bàn tán. Do đó, để tránh những rắc rối này, bạn cần phải bắt đầu có đầu có cuối, đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian làm việc hợp lý, giữ thái độ hòa nhã, không hơn thua thị phi, thì khắc sự nghiệp sẽ có đầu có cuối, suôn sẻ. Bên cạnh đó, một vài hạng mục, tránh dục tốc bất đạt, vội vàng dễ dẫn đến sai sót,
không có lợi cho sự phát triển lâu dài. Bạn nên xem xét thật kỹ càng để thay đổi, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà mất đi lợi ích trong tương lai. Tháng này là cơ hội tốt để bạn học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân với việc học cao lên, nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí có khi còn bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mình đã gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Thời điểm không thích hợp để tiến hành đầu tư, nhất là các dự án mang tính mạo hiểm hay rủi ro cao. Do đó, trước khi dốc tiền đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào, cần phải hết sức tỉnh táo, tính toán và tìm hiểu kỹ càng. Chớ vội tin vào những nguồn tin không xác đáng hay lời xu nịnh dụ dỗ của người khác mà tiền mất tật mang, thậm chí còn gây ảnh hưởng tới tài chính của gia đình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, và từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 3 âm lịch, tuổi Nhâm Tý sẽ có sức khỏe tốt, tuy nhiên bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn thường tái phát. Bạn sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn bạn điều trị kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần phải để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Cùng với đó là duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần lên. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bạn cảm thấy bản thân không ổn. Các gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này vận đào hoa ảm đạm, nhân duyên không vượng, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn tranh cãi do tính cách cứng đầu và bảo thủ của gia chủ. Tình hình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt diễn ra thường xuyên khiến không khí gia đình ảm đạm, tác động tiêu cực đến tâm lý con cháu trong nhà. Người độc thân hoặc đang sống một mình cũng khó có cơ hội gặp được người phù hợp, hoặc thậm chí đã gặp được nhưng cơ hội thành công không lớn. Nữ mệnh nên chú ý cách ăn nói, tránh thái độ cực đoan từ trong suy nghĩ mà gây ảnh hưởng đến cách đối nhân xử thế của mình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày
ngày âm lịch ngày 11 tháng 3 năm 2022, tức ngày 11 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức ngày 23 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 3 năm 2022, tức ngày 6 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức ngày 18 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người sinh năm 1972 trong tháng 3 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để có thể luôn cập nhật được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.